Vâng các bác ạ, những cái mẫu loa trả lời thì nó chưa bao giờ hết hot các bác nhá. Và em về đến đâu là hết đấy các bác nhá. Đấy. Và đây là dòng loa trả lời của Audio King Full Bass 20. Thì rất nhiều bác cũng nghe nhạc rồi nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy cái tiếng mic của nó như nào, thì trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em sau này các bác nhá. Vâng ở đây ạ. Để đảm bảo tính xác thực của nó thì em quay cho bác xem đây. Tất cả cái lô này em sẽ cắm một đôi, một chiếc trước, chiếc dưới và một chiếc trên. Các cháu các bác nhìn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. Đó, Full Bass 20. Thùng của nó là thùng gỗ ván ép. Đấy, siêu siêu nước các bác nhá, siêu lời. Và đây, cấu hình của nó là bát đấy ạ. Full Bass 20 và chép kèn. Các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Rất chất các bác nhá. Đấy. Và đây bây giờ em sẽ alo cho anh em nghe này. Lên 1 2 6 7, lên 1 2 3 4 5 6 7, lên 2 6, lên 2 3 4 5 6 7, lên 2. Vâng thì chưa? Đó. Rất tuyệt vời các bác nhá, lời rất là ngọt, nghe nhạc rất là hay. Và giá hiện tại bây giờ thì bên em đang cung cấp cho anh em nó là 2.300.000 đồng một đôi. Thì giá này thì bên em đã bao ship tận nơi cho anh em rồi. Bên em bao zin này, bao ship này, bao cho anh em chạy hoạt động ngon lành này. Và bên em đã tặng cho các bác 2 chiếc jack lưu trích này và 6 mét dây loa các bác nhá. Thì thực ra thì đầu rồi mua vào rồi, cái lô vừa rồi nó cũng lên giá hơn một chút xíu thôi. Nhưng thực ra thì cái tiền chênh lệch một chút ấy là do là bên em đã là đi mua dùm cho các bác 2 cái jack lưu trích này và 6 mét dây loa. Bởi vì rất nhiều anh em là ở khu vực mua cái đồ điện tử rất là khó, thì các bác cũng nói luôn là thôi đằng nào em cũng mua thì mua luôn cho anh. Đấy, thế là em cũng nói luôn là em mua luôn cho các bác luôn. Đấy, 6 mét dây loa và 2 cái jack lưu trích các bác nhá. Đó, ok cho anh em. Đấy, về thì em bảo đảm cho bác zin hết toàn bộ các bác nhá. Đấy, đát của nó là 2017 nên là rất là chất các bác nhá. Lời rất là hay. Thực ra các bác mà chơi loa bát 2 năm rồi, hoặc là chơi bát 20, hoặc bát 30 các bác thiếu lời, các bác mua ngay cho một đôi này vào. Cam kết với các anh em là hát sướng luôn các bác nhá. Hát sướng luôn và hát nhẹ rất nhiều, không nhẹ em không lấy tiền anh em luôn. Đấy. Đấy, dòng loa này thì nó thiết kế chuyên lời rồi, cái lời nó rất là hay các bác nhá. Các bác thấy chợ đánh có một đôi loa mà phòng nhà đây rất là rộng các bác nhá, rất là rộng mà các bác nghe lời rất là hay, hay. Đấy, lời rất là ngọt các bác nhá. Lên 1 2 6, lên 2. Các bác nào mà không lấy dây dắt các bác nhá, các bác nào không lấy dây dắt hoặc không lấy dây thì bên em có giá tốt cho anh em luôn. Đấy các bác nhá, giá tốt cho anh em. Và bác nào nhanh tay nhanh chân gọi điện luôn cho bên em sẽ có giá tốt nhất cho anh em luôn. Đó, giá gọi là đảm bảo rất yêu thương, giá gọi là giá sập sàn, giá học sinh cho anh em các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì lên cho bên em. Đây là dòng loa tháo phòng trà các bác nhá, tháo phòng trà. Đấy, bát 20 chép kèn rất là chất các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em. Đấy, rất là hay các bác ạ, nói chung là xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác nhá.